Chào các bạn nhé. Hôm nay tôi vô tình có mặt ở tại cái phố gọi là phố Thành Thái, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Thế là hôm nay lần đầu tiên đến với gọi là chợ Lan Thành Thái đây. Hôm nay sẽ làm một cái video giới thiệu các bạn về cái chợ Lan rất đặc biệt này ở thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một cái khu một trong những cái quầy ở Thành Thái nhé. Họ làm khá là chuyên nghiệp các bạn. Tức là một cái cây, một cái cụm lan này thì bao giờ kèm theo một cái ảnh của cái cây hoa ấy. Đấy, đây là cây kiều này. Kiều son này. Kiều hồng, kiều vàng này. Đấy, còn đây này. Gà này. Gà rất là dài, thân rất là dài. Đây là hoàng thảo Thái Bình này. Đấy, kiều này, kiếm này, hoàng lạp này. Đấy, nhiều loại lắm. Đấy, hoàng lạp này, sóc ta này. Báo hỉ này. Nhiều loại. Đây phải có mấy chục loại thôi. Đấy, đây là chủ quán lan đấy các bạn. Cái phố này nó lan này nó khá là giống ở cái khu chợ Bưởi của Hà Nội các bạn ạ. Chợ Bưởi của Hà Nội. Tức là ở đây có buổi sáng cái chợ lan nó diễn ra rất là nhộn nhịp. Rất là nhiều người từ các cái khu vực khác nhau đến với lại cái khu Thành Thái này để mua lan. Đây là một cái xe gồm các cái chậu đai châu này, ở trong này gọi là ngọc điệp này, Minh Xuân. Rễ, rễ rất là tốt nha các bạn. Đầu rễ đấy. Cái này là bằng giá nhau hả? Đấy. Ừ, bằng giá nhau hết. Lấy bao nhiêu tiền một chậu này, một cây này ấy? Cây này 1 triệu nha các bạn ơi. Đấy. Cái này là hàng của hàng rừng ạ. À. Có biết khu vực nào không anh? Cái này của hàng Campuchia. À, Campuchia về ạ. À. Đây là đai châu Campuchia nha các bạn. Cái đai châu Campuchia ấy thì là sau này khi mà cái ngồng hoa của nó ấy, là cái cánh của nó và cái vòi hoa thường nó dựng đứng hơn là cái đai châu của Việt Nam ấy, của Lào. Thế là theo tôi thấy là như đấy, rất nhiều người đến đây để mua lan này các bạn này. Đấy. Đây là cây bạch câu nha các bạn. Đây là bạch câu này. Cây đen rô rất là cao. Đẹp. Đấy. Mọi người có thể đến đây để sưu tầm một vài cây giống về để trồng. Đen rô này, đen rô. Các loại hoa rất đẹp này. Đen rô hoa hồng rất là đẹp. Thì đây cánh hoa như ở chớp ấy các bạn. Đây rất là nhỏ, hoa chớp rất là đẹp. Trồng bán đi. Về trồng trồng xong rồi bán. Bán xong rồi người đi trồng. Phụ nữ này. Hồ điệp. Hồ điệp lá biên. Các cây flat này. Hoa rất thơm nha các bạn. Đây là thiên nga này. Nhưng mà bông này nó bị cụm mất rồi. Cây này là cây nhất điểm hồng này. Nhất điểm hồng, nhất điểm hoàng.
châu giống này, hàng quý này. Đấy, cái này nó giống đúng như là một cái chợ vừa bán sỉ vừa bán lẻ và lan ấy, có những người mà có thể mua sỉ cũng được, hoặc là kiểu như là mua chỉ cần một số tiền rất là ít, một vài trăm ngàn thôi, cũng có thể ra đây sưu tầm được một vài cái giống lan về để ghép chơi rồi. Đấy, thấy chưa? Các bạn thấy mua bán rất là sôi động. Bán rất là sôi động. Đấy, đây là nhất điểm hồng này. Kiếm này. Làm. Nói chung là các cái cây thì nó cũng khá là phong phú các bạn. Đây, đây mua bán này rất là kiến đấy các bạn, kiến không biết là vùng nào. Đây là cây gì đấy anh? Đây là cây gì nhỉ? Long tu đá. À, long tu đá. Xuân chứ, đúng không? Đá ta. Long tu xuân. Nhất điểm hồng, long tu xuân. Đấy. Đấy, 200 ngàn được một cụm. Như vậy là về có thể ghép chơi được một giò lan đẹp rồi. Cây của một lớp phân dê nước nha. Đây là cù Long Minh hả không ạ? Cù Long Minh đúng không ạ? Cái này là cù Long Minh hàng rừng hay là à, rừng ạ? Cây rừng thôi. Rừng ở vùng nào đấy hả cô? Lào. À Lào ạ? À? Bao nhiêu tiền thì một bó này ạ? À? Bó này 100. Bó này 100 ngàn nha các bạn. Đấy. Cái này cái cù Long Minh này hoa nó rất là siêng. Nếu mình mà ghép được ví dụ mua khoảng một vài bó này về mình trồng vào một cái chậu hoặc một cái trụ thì cái hoa nó sẽ ra rải rác trong vòng 2-3 tháng. Hoa nhỏ thôi, hoa rất là đẹp. Thơm nha các bạn. Hoa thơm. Hoa thơm dịu thôi mà hoa rất siêng, hoa có thể kéo dài không? Cứ hết vòi này nó lại ra vòi khác, nó tầm có khi phải đến vài tháng luôn. 100 ngàn một bó này các bạn ơi. Này là đấy, tí nữa tôi sẽ mua một vài bó mang về để ghép trụ chơi. Ok, tí nữa sẽ quay lại. Dạ, cô bán gì hết này? Hoa Lan TV. À đúng rồi. Chào đây. Anh cô từng xem Hoa Lan TV rồi. Trời ơi. Anh hôm nay tới đâu đây? Bị nhạc Lào cũng ở đây hết. À thế à? Tại Dũng Ba nghe nói anh với anh Nguyễn Ngọc Hà. À đúng rồi. Ở Bình Quế Ba đúng không? Đúng rồi. Đêm qua anh không tới được à? Quay phim quá các bạn đấy. Tôi cũng rất may mắn các bạn. Vào đây đang quay video thì gặp anh tên là gì anh? Em tên Huy. Anh Huy. Vâng. Đấy cũng là một người hay xem Hoa Lan TV. Đúng rồi, kênh Trung Thành Hoa Lan TV. Vâng, cảm ơn anh. Thế mà hôm qua không đến được chia sẻ. Hôm nay có sưu tầm được cây gì hay không anh? Cái này chủ yếu bán cho mấy người mới chơi rồi. À. Em mình chơi lại. Vâng. Vâng. Nói chung là thứ bảy thì cũng dành tranh thủ ra đây giải trí thôi. À. Tức là sở thích của những người mà nghiện lan thì là buổi sáng là đi ra Thành Thái đúng không ạ? Giống như ở ngoài Hà Nội nhé các bạn này là mọi người lại hay lượn qua chỗ chợ Bưởi này để kiểu như là nếu mà vô tình có gặp một cây gì đấy hoặc không thì uống cà phê ngắm lan một tí các bạn. Đấy là tuyệt vời. Nhà anh ở gần đây sao? À, có gần đây không? Quận 7 à? À, ok, cảm ơn anh nhé. Thì sắp tới sẽ theo dõi trên Hoa Lan TV là sẽ thấy khuôn mặt của anh trên đấy nhá. Cảm ơn. Đấy, đôi khi chúc Phật bà này các bạn. Phật bà. Bao nhiêu một cái chậu này anh? 350 một cái chậu chúc Phật bà này nhá các bạn. Cái này nó có một thân tơ, hai thân tơ và dài và hai thân tơ ngắn. Một thân dài. Cái giá cũng rất là hợp lý các bạn.
thế này. Đúng rồi, tôi thấy là nếu mà gần là có thể mua một chậu này về trưng là cũng rất là hay, bởi vì như thế giá nó rất là hợp lý. Cây này sao thân nó khủng khiếp đấy nhỉ? Hoàng phi hạc mà tại sao cái thân nó lại tròn? Cái củ này của nó to hơn ngón tay rất là thô kệch của tôi các bạn. Tay của tôi là cái loại dùi đục rồi mà cái này nó còn to hơn. Đây, bượn cái này này. Phi ba. Lớn hơn cả cái quẹt này luôn nha các bạn. Phi ba tư luôn. Này mà nếu mà ở gần là tôi phải xách cái dầu này về chơi đây, nhưng mà mỗi tội là hôm nay đi về thì hơi khó mà. Quá tuyệt vời, thân thủ đúng rồi. Này, tức là gốc thì bé xíu bằng cái chưa bằng cái đầu đũa để ăn cơm các bạn ạ. Đấy, nhưng mà ngoài này thì phi ba tư luôn. Trên đường sông này không? Kim Liệp Xuân này. Này là gọi là thân thủ phi phàm đấy. Quá tuyệt vời. Sắp tới các anh mở kênh Hoa Lan TV theo dõi thấy sẽ thấy video về cửa hàng mình trên đó nhé. Hay có dịp vào Sài Gòn đi quay một loạt cái video giới thiệu trên kênh. Về đúng không? Tôi sẽ phải vòng ra ngoài thì các bạn ạ. Cái khu này nó dài khoảng 200-300 mét các bạn ạ. Ngắn hơn nhiều so với là chợ Bưởi của Hà Nội. Nhưng mà tuy nhiên thì cái lượng hàng cũng khá là phong phú. Hàng khá phong phú luôn. Hàng rừng, hàng kg các kiểu đầy đủ. Đây phi điệp này, các loại phi điệp này. Hàng gọi là hàng đua ngọn này. Hàng đua ngọn, nhưng mà bây giờ nó cũng thấp rồi. Đua ngọn, vẫn đua ngọn này. Đó. Rất là tuyệt vời. Chào anh. Dạ. Một chậu này 3 triệu ạ? Dạ. Cái này là hàng gì đấy hả bác? Quảng Bình, Cát Bà. À, Quảng Bình, Cát Bà. Dạ. 3 triệu một chậu các bạn. Thấy cũng khá nhiều thân nhé. Như cái này thì rất là nhiều thân nhỏ này. Cái này thì có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 thân tơ luôn. Cái điểm cắt bà cái đấy. Nhưng mà bán hàng ở đây à chị? Có, em bán đâu? Nhà vườn đây à? Bán hàng ký. Bán hàng ký à? Đây á. Thế à? Ở đây à? Đấy lại gặp một người quen từng xem Hoa Lan TV đây này. Chị tên gì chị? Ô sao phải xấu hổ? Cái nào xem á? Đi giới thiệu mọi người đi, xong rồi cho địa chỉ để mọi người đến mua. Không à? Chị bán này lâu chưa? Bán lâu rồi. 2 năm rồi. À bán 2 năm rồi. Chị tên gì nhỉ? Chị Mai. Cái này là thứ bảy chủ nhật. Ngày thường có hoạt động không? Có. À ngày thường đơn. Tức là thường là thứ bảy chủ nhật là người ta đi chơi ra cà phê rồi ngắm những thứ luôn đúng không? Vào đây rồi nào? Em vào đây hôm tối ngày kia. Hôm qua thì có sự kiện của online của Hoa Lan TV ở dưới mình cuối ba ấy. Thì hôm nay mới tranh thủ lần đầu tiên lên chỗ Thành Thái này. Vâng. Dạ nhìn thấy quen ạ. Ngày nào xem Hoa Lan TV
À vâng. Thế trong tuần tới này chị theo dõi là sẽ thấy hình ảnh cây của chị đấy. Có lướt qua chị một tí thôi. Có không quay là một ngày. Dạ. Có đấy à. À, anh từng xem Hoa Lan TV bao giờ chưa ạ? À ít à? Vâng. Có cái này thì mới hay xem được. Vâng. Hy vọng là không biết nè. Còn người nào thường xem thấy mặt là biết liền. À. Ồ hay quá, hôm nay rất là vui các bạn ạ. Tôi thì đấy, này, vũ nữ này. Các loại vũ nữ này vòi hoa rất là dài luôn. Hay đông vui nhỉ? Đông vui. Thế mà hình như ở đây hình như cũng là đa hàng, đa phố là cái hàng bình thường thôi đúng không chị? Thường thôi. À. Thì người ta bán tại nhà vườn thôi đúng không? Vâng. Dạ. Thế là chị chỉ bán ở đây thôi hay nhà và có vườn chứ gì không? Nhà thì chị trồng sân thôi. À trồng sân. Phố này là không có đất nhiều đâu. À dạ. À, số là sân. Còn cái sân thì dài cũng được 10 mét vuông. À, thế là được 40 mét vuông rồi. Đó là trồng. Trước thì trồng chơi. Rồi. Giờ nhiều quá. À. Đi ra đây bán chơi rồi giờ quen rồi. À vâng. Bán có tốt không chị? Vừa bán hàng ký mà vừa bán hàng tuần nữa. Vâng, vừa hàng tuần hàng ký là bán tất luôn các bạn. Đúng rồi. Thôi cảm ơn chị nhá. Chúc chị luôn đắt hàng nhá. Cảm ơn chị. Đấy, đôi khi cũng niềm vui nó đến cũng bất ngờ các bạn ạ. Thực ra là đi đến đâu mà gặp một cái người mà tự nhiên người ta nhận ra mình ấy, cũng thấy vui. Này các bạn ơi, đây có một cái chậu này nó giống như là cây đây là gọi là đai chu lá kiếm ấy, tức là lá nó không biết có phải không, nhìn chắc đấy đúng rồi. Hàng này thì chắc là hàng Thái thôi, nhưng mà các bạn nhìn thấy không, cái lá của nó xòe lên đúng như là một cái ngọn đuốc luôn. Và cây này họ chăm quá tốt luôn các bạn ạ. Vì cái này theo kinh nghiệm của anh Minh Hoàng, anh admin của hội Lan Việt VOG ấy, thì anh nói cái kinh nghiệm nói lại thì thấy là nếu mà cái cây mà nó đang phát triển lá hình chữ V này ấy, lá hình chữ V nhá các bạn, thì là cây mà chăm sóc rất là tốt, chế độ dinh dưỡng rất là tốt. Còn nếu mà lá mà cây của nó phát triển hình chữ A thì tức là nó bị thiếu dinh dưỡng. Đấy, cái này đang hình chữ V lên rất đẹp này. Thế này là hàng gì đây hả chị? Dạ Cúc Phương nha. À Cúc Phương, phi điệp Cúc Phương. Dạ. Cái này thì Cúc Phương như thế này thì bao nhiêu tiền một ki như thế này ạ? Ki nhỏ 150, ki lớn nhỏ. Thì vừa 200, ki lớn 300. Ồ, như vậy giá rất là hợp lý nha các bạn. Thế là lần đầu tiên tôi đến với chợ Thành Thái này, nhưng mà như vậy. Hết chợ Sài Gòn ngon không? Dạ. Chợ Sài Gòn chợ Sài Gòn rồi. À, nó cũng na ná như chợ Bưởi của Hà Nội ấy nhỉ. Nhưng mà ở đây như vậy là bán giá cũng rất là hợp lý. Đấy nhá. Cũng phân thuốc rồi cũng lũa rồi các loại luôn. Đấy, kiêm luôn là quán cà phê nhá. Kiêm luôn quán cà phê. Đây là khu vực mà đây là Đại Châu này. Đấy, Châu. Không có đồng đâu đây. Tôi sẽ phải đi điền mấy quán cà phê điểm tâm sáng luôn. Đó là vừa ăn sáng này, vừa ngắm cà phê. Đấy. Đấy các bạn thấy không? Tức là vừa uống cà phê nhá. Vừa uống cà phê vừa ngắm lan. Vâng. Bây giờ tấn mùa mà nói sập đá gì nữa. Tuyệt vời không các bạn? Nó tức là buổi sáng các bác đến đây là vừa uống cà phê vừa ngắm lan này các bạn. Đấy, rất là tuyệt vời. Có căn phòng vấn gì không ạ? Dạ. Các bác đã từng xem kênh Hoa Lan TV lần nào chưa ạ? Cũng có xem rồi. À thế ạ? Đi dẫn đi cùng mình đấy. Dạ. Anh nghe anh phải
dẫn theo anh Hà Nhộ nữa. Em đặt cho anh Hà Nhộ. Anh Hà Nhộ đấy hả? Anh Hà Nhộ á. À. Đi tới vườn nào mà cũng nhổ cây rồi ta lên. À, Hà Nhộ, Hà Nhộ. Lẽ ra như vậy lần sau phải bảo anh Hà thêm cái phần nếm nữa. Phải nếm cái giá thể ấy. Yeah, đấy. Tức là các bác anh nhận là cũng là người theo dõi kênh các bạn ạ. Và cũng biết là anh Nguyễn Ngọc Hà. Và... Đâu, tại vì em coi kênh Lan TV cũng là anh Hà như thế đâu là anh nhỏ. Dạ. Hỏi ai nói là Huy Vũ. Dạ vâng, Huy Vũ. Vâng. Vừa nãy gặp anh Vũ rồi. Hỏi ai nói là Huy Vũ. À vâng. Nay anh Hà đi Bình Dương rồi. Giống Lan đừng lại. À vâng. Cảm ơn các bác nhá. Chúc các bác nhiều niềm vui nhá. Đấy, thú vị phết các bạn ạ. Thú vị lắm. Đấy. Này chuối ngọc này, lan chuối ngọc này. Đấy báo hỉ nhé, những cây báo hỉ này ấy, nó rất là hay ở chỗ là nó ra hoa cái có mùa đấy, nhưng mà thực chất thì cái mùa nó không rõ ràng lắm, và khi nó tích đủ năng lượng thì tự nó bật hoa ra, và chính vì thế cho nên là người ta nói là bất ngờ mang đến niềm vui rất là hay. Cái giò thập hoa này các bạn này, thân vàng ươm luôn, đẹp cực kỳ, thân rất là vàng, tuyệt vời các bạn ạ, rất là thú vị, thú vị lắm. Đấy. Đi vừa ngắm lan vừa sưu tầm giống. Loại luôn. Bây giờ phải nhiều ghê lắm. Ủa đó nhiều vậy? Khá là giá rất là hợp lý các bạn ơi. Bởi vì tôi thấy ở chợ này bán rất là ok. Đấy, một cái kỳ điểm như vậy, nhưng mà tầm 150-200-300 thôi tùy từng cây. 550 một cái chậu này. Cái giò này. Đấy, hôm nay đang thâu cho ông quay lên nó mốt. Dạ đúng rồi. Anh xem Hoa Lan TV bao giờ chưa ạ? À? Dạ đúng rồi. À. Dạ đúng rồi. Anh xem lần nào chưa anh? À vâng, cảm ơn các anh ấy rồi. Đi đâu mà gặp một người nào đã từng xem kênh là thấy nó rất là vui, động viên. À, em đi bên chơi. Dạ. Hôm nay anh sưu tầm được cây nào chưa anh? Chưa. À, đấy rất là tuyệt vời các bạn ạ. Đi đến đây gặp rất nhiều người mà cũng từng xem Hoa Lan TV rồi. Nó còn ở phía đằng kia nữa các bạn ạ. Nhưng mà cái thời gian của tôi nó gấp quá, cho nên là tôi sẽ quay lại đằng kia, tôi sẽ mua cái cục mà Cù Long Minh đấy để tôi về tôi ghép với chủ Hà Nội. À, cái khu chợ Lan Thành Thái này thì cái đường này nó khá là rộng nha các bạn. Tại bên này thì là lan, nhưng bên kia đường ấy, thì là kiểu như là cây cảnh sân vườn rồi các thứ, cũng có cả lan nữa nhưng mà ít lan hơn. Đấy, các loại dụng cụ. Tôi sẽ đi về phía đằng kia để xem là có cái gì hay ho hơn không nhé các bạn. Các bạn này, bên này chủ yếu cây cảnh này, rồi các cái phụ kiện cho lan. Đây cũng có rất là nhiều lan này. Đấy, rồi có cả các loại sen này, súng, rồi xương rồng. Đấy, rất là nhiều loại cây cảnh đẹp này. Đấy, có lan này, lan thô. Đi trên đường này nhưng mà tôi cứ nghe mọi người cảnh báo là sợ giật mất điện thoại, cho nên là quay nó cũng không được thoải mái lắm các bạn. Nên là nếu mà nó có cái khuôn hình nào hoặc là cái thông tin gì mà nó không được chuẩn đấy thì các bạn bỏ qua nhé, bởi vì mình cũng không biết là nó như nào cả. Cái này thì chuyên về giá thể này, các loại rễ mê lúa này các bạn ơi, rất là đẹp, rất là đẹp luôn. Đấy, cá cảnh nhá, đây có cả cá rồi các loại luôn.
Đấy. Cái khu chợ Thành Thái này rất là lớn. Nếu mà nhét nhìn về tổng thể thì cái này nó lớn hơn ở chỗ chợ Bưởi các bạn ạ. Vì cái đường Bưởi ở Hà Nội ấy, nó nhỏ hơn cái này rất là nhiều. Nó không có rộng như này. Vỉa hè nó cũng không rộng như này. Nhưng mà chợ Bưởi thì có thể là nó nhiều lan hơn. À đây là cái khu tôi thấy một cái trung tâm gọi là trung tâm dụng cụ cây cảnh rồi các thứ vật liệu liên quan đến phụ kiện của ngành lan rất là lớn của anh Kim Giáp nhá. Đấy có địa chỉ web này là dụng cụ cây cảnh.com, số điện thoại là 0918205288. Cái này là ở cái khu vực mà đối diện cái tòa nhà của Mobifone các bạn ạ, đối diện tòa nhà của Mobifone và đối diện với công ty hạ tầng mạng miền Nam này. Đấy. Này là cảm tưởng như đây là một cái khu mà có thể bạn có thể tìm kiếm bất cứ một cái gì liên quan đến lan và ngành lan. Đấy. Này. Giá thể vỏ thông Nijita này. Đấy. Các loại này, rêu rừng này. Đấy. Rêu Chile này. Các loại khay này. Đầy đủ các thứ. Chậu này. Chậu nhựa. Các thứ. Rất là sôi động các bạn. Sôi động lắm. Đấy, pet này. À, chào anh Giáp này. Đấy. May thấy cửa hàng mà sôi động này là quá tuyệt vời rồi. Đấy, các loại phân thuốc này các bạn. Mà tôi thời gian nó không có nhiều, cho nên là tôi chỉ quay vô tình vào thì quay sơ sơ qua thôi các bạn. Nếu mà các bạn muốn tìm hiểu chi tiết hơn về từng cái dòng sản phẩm, ví dụ như là thuốc kích rễ như nào này, thuốc chống nấm bệnh như sao này, thì các bạn theo dõi ở trên kênh Hoa Lan TV và Hoa Lan For You thì sẽ có những cái video của anh Nguyễn Ngọc Hà, anh ấy làm rất là chi tiết. Các bạn nhớ sub kênh nhé, để mà nhận và nhớ bấm một cái nút chuông ấy. Nút chuông mới là cái quan trọng các bạn ạ. Các bạn bấm sub kênh, theo dõi kênh và bấm một cái nút chuông thì khi mà có những cái video mới ra chị nó sẽ báo cho các bạn biết để theo dõi cho nó cập nhật. Rất nhiều loại luôn các bạn ạ. Nói chung là đủ thứ cho nhu cầu của bất kỳ ai về bất cứ cái nhu cầu gì liên quan đến ngành lan. Ôi mát quá. Đây B12 này. Những cái này là cái mà sản phẩm mà rất nhiều người sẽ dùng đến là để mà giải độc này cho cây này, hoặc là chống sốc này khi mà chuyển vùng. Đấy, Bencona này để tẩy khử trùng rồi các thứ. Đây là cái dung dịch trùng thủy canh BioLine. Rất nhiều loại. Như là nhiều nghìn sản phẩm luôn. Đây, Superthai này. Cái này là một trong những cái mà sử dụng rất là hay. Cái này anh Nguyễn Ngọc Hà anh đã có cái chia sẻ rất chi tiết về cái Superthai này rồi. Và cái này các bạn nhớ mua ở những cái địa điểm, những cửa hàng mà nó uy tín. Bởi vì tôi theo tôi được biết là cái Superthai này nó bị làm giả khá là nhiều. Đấy, vì nhiều khi mình mua về xong rồi mình làm theo công thức, nhưng mà mình không thấy nó có tác dụng như là cái công thức đó. Thì cái đấy là ngoài cái chuyện là quy trình mình làm, thì đôi khi mình phải xem lại xem là cái dung dịch đấy, cái thuốc đấy, cái phân đấy mà mình làm đấy, mình mua đấy, liệu nó có đảm bảo là chất lượng hay không. Tại vì như vừa rồi là báo chí cũng đưa tin là có khám phá bắt giữ một số cái đơn vị mà họ làm giả đấy. Đấy, thì nếu mà các bạn mua về hàng giả là tôi xong rồi. Cái này là N3M này cũng là kích rễ này. Đấy, Terasoft 4 này cũng là kích rễ này. Đấy. Rất là nhiều thứ này. Nano đồng này. Đấy. Nano đồng này, nano bạc này, nhiều thứ lắm các bạn. Ở đây là các cái dụng cụ à, cắt cành rồi các thứ này.
Các bạn nhớ sub kênh nhé và theo dõi để cập nhật những cái video mới. Anh Nguyễn Ngọc Hà anh sẽ có những cái video rất là chi tiết về các loại phân thuốc và sử dụng phân thuốc làm sao cho nó an toàn, hiệu quả và chi phí vừa phải nhé. Cảm ơn các bạn. Ngay khi mà mua cái cục mấy cái bó lan này về đến chỗ nghỉ ở Sài Gòn đấy các bạn ấy, thì đã biết là nó không đúng là củ Long Minh rồi. Cây này đến giờ này thì tôi cũng không biết nó là cái gì luôn. Và lúc ấy nhìn thoáng qua là nó rất là giống củ Long Minh. Thế là quyết định mua cả mấy cụm này. Thực ra nó rất là rẻ thôi các bạn. Bốn cái bó này chỉ có mấy trăm ngàn, 300 ngàn thôi. Cho nên là tôi định là mua một cái mấy bó củ Long Minh về để ghép một cái trụ cho nó lên cho nó thật đẹp. Vì cái củ Long Minh là nó ra hoa lai dai. Đây này, cái này đang có nụ rồi các bạn này. Nhưng mà cái này thì chắc chắn là không phải củ Long Minh rồi. Đấy. Lúc mà về nơi gái xem kỹ gái thì biết ngay nó không phải. Mà tuy nhiên bây giờ nó là cái gì thì tôi vẫn không biết các bạn ạ. Đấy, anh Hà thì hôm nay anh ấy nói là cái này là nó là cái chân dết. Chân dết ấy. Lan chân dết. Nhưng mà sợt cái gây sợt lan chân dết thì nó lại không xa cái này. Nên là thôi không biết là cái gì. Nếu bạn nào biết cái gì ấy thì chỉ dùm tôi cái. Đấy, đây là mua ở chợ Thành Thái đấy các bạn. Nhưng mà thôi mình cũng không nghĩ là bà con lừa mình đâu. Mà chẳng qua là có thể là hai bên cùng nhầm lẫn thôi. Đó là một kỷ niệm rất thú vị khi mua lan ở Thành Thái, thành phố Hồ Chí Minh các bạn. Vậy nhé các bạn, nếu bạn nào biết cây này nó là lan gì thì vui lòng chỉ dùm thôi với. Đấy, cái này nó đang có nụ này. Nụ này này. Dù sao thì mấy hôm bận quá chưa làm được, nhưng mà tôi cũng sẽ buộc nó vào một cái trụ lớn để cho nó thành một cái trụ. Nó là cây gì cũng được. Để chơi cho nó vui thôi. Cảm ơn các bạn nhé.